thiếu nước, sử dụng nước không hợp vệ sinh. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở thôn quê, miền núi, thì nay lại xảy ra ngay tại các khu chung cư cao tầng ở thủ đô. Từ nhiều năm nay, người dân ở cụm chung cư Cầu Biêu, Hà Đông, Hà Nội đang sử dụng nước bẩn. Với những hình ảnh mà nhóm phóng viên VTC14 ghi nhận, có lẽ hàng nghìn cư dân thủ đô này khó có thể tin rằng nguồn nước mình đang sử dụng là an toàn. Nhiều năm nay, đây được xem là vật dụng thiết yếu trong căn nhà của vợ chồng anh Hoàng Hữu Tuấn, khu chung cư Cầu Biêu, Hà Nội. Đầu tư 3 triệu đồng, thiết bị này phần nào có thể làm cho gia đình anh yên tâm hơn với nguồn nước sinh hoạt. Nếu không, những vi sinh vật tưởng như chỉ xuất hiện ở cống rãnh lại có trong nguồn nước ăn uống hàng ngày của gia đình. Tủ quần áo của gia đình anh chị không phải ngẫu nhiên mà ít quần áo trắng. Đây có hai hàng áo để em so sánh này. Đây là hàng Mango nhé, một cái thương hiệu nổi tiếng này. Và đây là hàng Việt Tiến này. Hàng này thì ra được 2 lần nó đã bị ố ngà. Tắm rửa vệ sinh đôi lúc hàng bẩn quá là vẫn phải cố gắng chắt chiu từ cái giặt mình tắm xong. Xong rồi mình lại lấy cái nước bẩn, nước sạch. Mình tráng lại người để cho nó an toàn vì nó không bị nhiễm bẩn vào người. Đây cũng là tình trạng chung của hơn 1.000 người tại khu chung cư Cầu Biêu này. Đây là khoảng số 1 của LO. Cẩn thận hơn, gia đình bà Hoa còn lắp đặt 2 hệ thống lọc nước. Một ngoài cửa, một trong nhà. Số tiền đầu tư lên tới chục triệu đồng. Ban quản trị khu chung cư nhiều lần đã kiến nghị chủ đầu tư và ban quản lý thực hiện xét nghiệm nước, nhưng đâu lại vào đấy. Phải xét nghiệm nước 6 tháng một lần và có kết quả xét nghiệm để dán lên để cho người tiêu dùng, tức là người dân mua nhà biết để mình họ đang dùng, đang ăn cái gì, đang uống cái gì, đang dùng cái gì về chất lượng nước. Nhưng mọi cái đó đều không có hiệu quả và người ta không thực hiện như thế. Cho đến giờ phút này đấy, tại đây bây giờ đấy, là người dân cũng chưa được nhìn cái phiếu xét nghiệm nước bao giờ. Mỗi tháng, hơn 1.000 người dân khu chung cư này phải sử dụng 5.000 mét khối nước. Nguồn cung cấp này được lấy từ nước khoan, thông qua bể lọc cát đơn giản, rồi chuyển đến các hộ gia đình. Chung cư cao tầng vẫn được kỳ vọng là nơi đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân thủ đô. Thế nhưng, câu chuyện nhỏ tại khu chung cư Cầu Biêu lại khiến người ta giật mình, khó như có nước sạch ở chung cư.